Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia đình Bắp. Hôm nay Gia đình Bắp lại tiếp tục trải nghiệm thành phố Đà Lạt. Mời mọi người đi chung với Gia đình Bắp nha. Hello mọi người. Lắm làm duyên đi coi. Cười. Cười. Lắm đi đâu? Hello. Xem vô luôn không? Hả? Xem con hello không? Hello. Vậy thôi á hả? Từ vui vui vui. Bánh Cân Lệ thì quá nổi tiếng ở Đà Lạt rồi, nằm trong một con hẻm nhỏ nhưng quán lúc nào cũng đông đúc khách ra vào. Bọn mình phải xếp hàng chờ khoảng 15 phút mới có bàn. Bọn mình kêu thịt bò bằm với trứng cút. Các bạn nhân viên ở đây hướng dẫn rất là tận tình chi tiết nha. Mấy bạn nói kêu nhiều quá thì dư đó, kêu ít ít lại, rất là quan tâm tới khách hàng luôn. Quán cũng có bán sữa đậu nành nữa nha mọi người. Uống đi con, uống đi, uống đi. Gì dính miệng rồi. Tiếp theo là tụi mình di chuyển tới Mongoland cho mấy em bé giải trí. Mấy bọn mình mua là được thêm một ly nước miễn phí nha. Tụi mình vô khu nuôi chim này mọi người. Không sợ, không sao hết. Này bắt đồng chim đi con. Con ra chim đi. Ở đây còn có lạc đà nữa. Ảnh nằm phơi nắng ở đây hiền dễ sợ. Có dê nữa nè. Dễ thương quá trời luôn. Alpaca này mình cũng mới thấy ngoài đời lần đầu, hiền ghê lắm. Đi chơi xong nắng quá rồi, tụi mình ghé vào quán cà phê này nghỉ mát nha. Quán rất là rộng rãi, thoáng mát, cà phê thì cũng rất đậm đà. Mình có kêu một ly cà phê chồn mùi cherry, hương vị rất thơm.
có mùi cherry nhẹ, cà phê thì hơi đậm. Uống một ly là tỉnh tới chiều, có sức đi chơi nguyên ngày luôn. Đây là không gian phía sau quán cà phê nè, nó rộng quá trời rộng luôn. Con đứng giữa nè Sen, con đứng giữa con đánh hết luôn. Nhưng mà có cùng viên à. Thì không sao đâu. Sao ơi, mà đánh không xuống. Bây giờ bọn mình đi ăn trưa nha. Quán này là điểm đến nổi tiếng của khách du lịch. Không gian thoáng mát, sạch sẽ. Đồ ăn thì chuyên phục vụ về món đặc sản miền cao, nên ăn rất là lạ miệng và thú vị. Mình kêu món gà dai và một vài món rau rừng. Đúng như cái tên, con gà nó dai quá dai luôn, mình phải dùng hết sức mới cắn đứt được. Cái tội không nghe lời chị chủ cho món gà mềm. Bù lại món cơm lam ăn rất là ngon nha, giòn bên ngoài, mềm bên trong, thơm ngon mùi tre nướng, ăn rất là hợp miệng. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Mọi người nhớ like, comment và subscribe cho kênh của gia đình Bắp nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye. Đây dắt cho con. Đây không cần dắt, thắt nó xuống thôi. Ngon lành. Xuống con.